Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới. Vừa qua, đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do đồng chí Đại tá Trương Vũ Bình, trưởng phòng pháp chế làm trưởng đoàn, vừa đến kiểm tra công tác pháp chế và cải cách hành chính trong Bộ đội Biên phòng Cao Bằng. Theo báo cáo cho thấy, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn của các cấp về công tác pháp chế và cải cách hành chính, chỉ đạo các cơ quan đơn vị phối hợp xây dựng ban hành các văn bản quy phạm nội bộ trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh theo đúng luật định. Thường xuyên theo dõi kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, tình hình thi hành pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, công tác tham mưu, nghiên cứu tổng hợp tình hình khối cơ quan tư pháp, thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác cải cách hành chính. Qua đó, từng bước đưa hệ thống văn bản pháp chế cải cách hành chính của Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày càng được hoàn thiện. Đánh giá cao những kết quả đạt được của Bộ đội Biên phòng Cao Bằng, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những điểm còn hạn chế tồn tại và đề nghị cần phải khắc phục trong thời gian tới để công tác pháp chế và cải cách hành chính đạt hiệu quả cao hơn. Vừa qua, tại tiểu đoàn huấn luyện cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức khai mạc kiểm tra Phó Tham mưu trưởng, Đồn trưởng, Chính trị viên năm 2023. Trong 2 ngày, các đồng chí Phó Tham mưu trưởng, Đồn trưởng, Chính trị viên sẽ lần lượt thực hiện 5 nội dung kiểm tra, gồm kiểm tra nhận thức chung, xử lý tình huống chuyên ngành bắn súng K54-71, 1B theo lứa tuổi, thực hành điều lệnh đội ngũ từng người không có súng, kiểm tra thể lực bằng hình thức bơi tự do 3 phút. Đợt kiểm tra nhằm đánh giá kết quả tổ chức ôn luyện, luyện tập các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tham mưu, Bộ đội Biên phòng, làm tốt công tác chuẩn bị và tham gia kiểm tra Phó Tham mưu trưởng, Đồn trưởng, Chính trị viên cấp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đạt chất lượng, hiệu quả, kết quả tốt. Đồng thời, qua đợt kiểm tra cũng là dịp bồi dưỡng, nâng cao khả năng trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy trong quản lý bảo vệ biên giới, xây dựng đơn vị chính quy vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu ở các đồn biên phòng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Tại tiểu đoàn huấn luyện cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng vừa tổ chức bế mạc huấn luyện quân nhân dự bị năm 2023 cho 174 đồng chí đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự đến từ các huyện biên giới của tỉnh Cao Bằng. Trong thời gian 24 ngày huấn luyện, các quân nhân dự bị đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, đảm bảo đủ khả năng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi được biên chế vào các đồn biên phòng. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó 46% đạt khá giỏi. Phát biểu tại buổi bế mạc, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh đề nghị lực lượng dự bị động viên khi hoàn thành khóa huấn luyện trở về địa phương, tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một công dân, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thường xuyên tự rèn luyện, nắm chắc các kiến thức đã được học để sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triệu tập và phân công. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao khen thưởng cho các đồng chí quân nhân dự bị đạt thành tích cao trong huấn luyện. Mới đây, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Đình Dông tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và quản lý nhà nước năm 2023 cho 49 đảng viên mới là cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ đội Biên phòng Cao Bằng. Trong 13 ngày học tập, các học viên đã được nghiên cứu các chuyên đề về những nội dung chính về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chuyên đề về nhà nước pháp luật, một số kỹ năng, phương pháp xử lý công việc của cán bộ chính quyền cơ sở và quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội. Đợt học tập đã giúp cho các học viên nắm được lý luận chính trị cơ bản của Đảng, nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phấn đấu lao động học tập rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cống hiến hết mình cho lý tưởng cách mạng của Đảng, phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức. Kết thúc khóa học, 100% các học viên đều đạt loại khá và giỏi. Kính thưa quý vị và các đồng chí, khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu về công tác dân vận. Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công.
Những năm qua, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Xuân Trường luôn gắn bó mật thiết với đồng bào các dân tộc vùng biên, dành nhiều tình cảm, tâm huyết để giúp đỡ, chắp cánh ước mơ tới trường cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở khu vực biên giới. Đồn biên phòng Xuân Trường quản lý bảo vệ đoạn biên giới dài 20,333 km, phụ trách địa bàn hai xã biên giới Khánh Xuân và Xuân Trường. Địa bàn có nhiều thành phần dân tộc sống đan xen, chủ yếu là dân tộc Mông, Dao và Tày Nùng, với 1.449 hộ trên 7.278 nhân khẩu. Với 27 xóm hành chính và 5 xóm giáp biên, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 65%. Còn nhiều phong tục tập quán lạc hậu. Chính vì vậy, vẫn còn tình trạng các cháu học sinh không đến trường, học sinh bỏ học vẫn còn xảy ra với nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhiều cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu cái ăn, cái mặc nên phải ở nhà để phụ giúp gia đình. Đặc biệt có những em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bởi vậy, hành trình đi tìm con chữ của các em nhỏ nơi đây vô cùng gian nan. Thấu hiểu, sẻ chia với các em nhỏ sinh sống trong địa bàn đóng quân và nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tiếp tục đến lớp, đến trường của các em học sinh vì tương lai của bản thân, gia đình và quê hương. Ban chỉ huy đơn vị đã trao đổi với chính quyền địa phương và nhà trường tổ chức đón hai cháu Vàng A Hùng và Vàng A Rè, người dân tộc Mông là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha mẹ, không có điều kiện đi học, để về ăn ở, sinh hoạt học tập tại đồn Xuân Trường từ năm 2019 cho đến nay. Đảng ủy Ban chỉ huy đồn phòng Xuân Trường đã xây dựng các cái kế hoạch để triển khai thực hiện và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các nhà trường tổ chức rà soát, tìm hiểu các hoàn cảnh các cháu có điều kiện đặc biệt khó khăn, hoàn cảnh mồ côi cha hoặc mẹ mà có nghị lực vươn lên trong học tập để giúp các cháu những cái vật chất và tinh thần để các cháu tiếp tục đến lớp đến trường. Và song song với đó thì triển khai thêm là giúp đỡ các cái gia đình các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để là tạo cái niềm tin để xây dựng cái chương trình mô hình này với cái ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất là chia sẻ tri ân đối với nhân dân trong khu vực biên giới. Với trách nhiệm của người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc, công tác giáo dục và chăm sóc hai con nuôi của đồn luôn được đơn vị hết sức quan tâm, phân công cán bộ chăm lo cho các con nuôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Đặc biệt, thường xuyên phối hợp tốt với nhà trường, trao đổi về tình hình học tập, rèn luyện của các em, để từ đó có biện pháp giáo dục phù hợp, giúp cho hai em tiến bộ hơn theo từng năm học. Khi được ban giám hiệu nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 5, ở trong lớp học thì có tổng số là 30 em học sinh, đa số là các em con đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đấy có hai trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt hơn các bạn là em A Hùng và em Rè. Ở thời gian đầu các em đến lớp thì còn gặp nhiều bỡ ngỡ, nhưng mà sau một thời gian học tập và rèn luyện thì các em đã có nhiều chuyển biến tích cực và tiến bộ rõ rệt. Các em đi học đầy đủ, ở trong lớp các em chăm chú nghe giảng, hăng hái phát biểu xây dựng bài. Các em luôn đoàn kết và hòa nhã với bạn bè ở trong lớp. Tôi hy vọng trong thời gian sắp tới, đồn biên phòng Xuân Trường sẽ luôn phối hợp với nhà trường để tạo cho các em môi trường thuận lợi, giúp các em phát triển, học tập, rèn luyện để trưởng thành và ngày càng tiến bộ hơn. Ban đầu là những đứa trẻ nhút nhát, ủ rũ, luôn trầm tư buồn bã. Nhưng sau một thời gian được cán bộ chiến sĩ trong đơn vị nuôi dưỡng, dạy bảo, được ăn ở, học tập đầy đủ, hai con nuôi của đồn biên phòng Xuân Trường đã có những chuyển biến rõ rệt, kể cả về thể chất, thành tích học tập, sinh hoạt hàng ngày. Các cháu đã mạnh dạn, vui tươi, nhanh nhẹn, tháo vát hơn. Chính từ sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương các em vô bờ bến của những người cha nuôi mang quân hàm xanh nơi biên cương. Những phận đời kém may mắn, hôm nào còn rụt rè, nhút nhát, giờ đã trưởng thành lên từng ngày. Biết sống có trách nhiệm, sẻ chia và nhất là biết nuôi dưỡng hoài bão, ước mơ. Qua các năm học, hai em đều đạt học lực khá. Thì trong thời gian vừa qua, thì đồn phối hợp với địa phương cũng rà soát được hai cháu. Một cháu ở xóm Bến Phạc, với một cháu ở xóm Tà Sấy là rất đặc biệt. Hai cháu là có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mẹ chết sớm, thì ở với
ông bà thì cũng có hoàn cảnh rất khó khăn, thì không có đủ điều kiện chăm sóc, thì cũng phối hợp với đồn, chính quyền địa phương phối hợp đồn để đưa hai cháu về làm con nuôi, thì cũng đạt được kết quả rất cao. Đối với hai cháu thì cũng đã được chiến sĩ đồn biên phòng trên trường chăm sóc, nuôi dưỡng, thì học tập đến nơi đến chốn, thì cũng đưa đón đến trường. Thì về cái chương trình này rất ý nghĩa và rất sâu sắc, thì trong thời gian tới mong muốn rằng đồn biên phòng tiếp tục mở rộng cái chương trình này để giúp đỡ bà con nhân dân. Những việc làm của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Xuân Trường đều xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm, mong muốn sẻ chia với cuộc sống còn nhiều khó khăn của đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mô hình con nuôi đồn biên phòng là tình thương và trách nhiệm, mang giá trị nhân văn, sự tri ân sâu sắc của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đối với nhân dân các dân tộc khu vực biên giới, đã luôn sát cánh, chở che, giúp đỡ bộ đội biên phòng trong công cuộc quản lý bảo vệ biên giới quốc gia. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi xong chuyên mục về chủ quyền an ninh biên giới. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục lần sau.